Trưa ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết treo cổ ở hàng rào của một công ty. Theo đó, sáng sớm cùng ngày người dân đi tập thể dục trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ bằng dây cáp viễn thông cột vào hàng rào của một công ty. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông T, 61 tuổi, quê Bạc Liêu. Vợ của ông T cho biết hai vợ chồng từng làm công nhân tại chính công ty nơi phát hiện vụ việc. Do ít hàng nên công ty đã cắt giảm nhân sự, trong đó có vợ chồng ông T. Thời gian gần đây công ty có hàng trở lại, vợ chồng ông T tới xin vào làm nhưng công ty không nhận người nữa. Hiện vụ việc đang được làm rõ.